tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Mồ Cô Phượng của tác giả ẩn danh văn sĩ, nghĩa là nhà văn giấu tên. Tác phẩm được nhà xuất bản Vũ Đăng phát hành tại Hà Nội năm 1940. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, tập cuối. Thị Phượng nương thân trong cảnh thiền, nghe sư tụng kinh tiểu niệm Phật, chuông chiều mõ sớm, hương tối đèn khuya, bao nhiêu lòng trần niệm tục, tưới theo giọt nước cành chương, tụy muối dưa chay lòng, như xa bụi hồng, như gần rừng tía, có ý tỉnh ngộ khám phá hồng trần, biết sắc tức là không. Bể ái thuyền tình là dây oan nghiệt, nghĩ kiếp xưa đã vụng đường tu, kiếp này chẳng khỏi đền bù mới xuôi. Đắng cay đã trải mùi đời, nghĩ đôi phen sợ rụng rời đôi phen. Nay đã ba mươi mấy tuổi đầu, còn duyên đâu nữa mà mong, đem thân gửi chốn cửa không cũng vừa. Một hôm nàng xin với sư già, muốn thế phát đi tu nương thân cạnh Phật. Sư bà nói rằng: tu là cõi phúc, ở đây cửa Phật cũng chẳng hẹp gì, nhưng số cô còn nặng nợ má đào. Người giàu có muốn trời nào có nghe, vì nhân quả của cô như thế còn phải trầm luân khổ hải, ít lâu đây sẽ giải thoát trần duyên, được tự do tự tại, chẳng tu thì cũng như tu khác gì. Và việc tu hành khó lắm cô à, những sư mô bây giờ phần nhiều tu hú cả đấy, chẳng qua họ khẩu Phật tâm xà, trốn việc quan đi ở chùa, làm ô uế cả đạo Phật, là đạo rất cao thượng siêu việt, quảng đại từ bi, không có tuệ căn không thể chứng quả bồ đề được, chứ dở dang lại càng tội lắm. Ai biết cảnh đời là cảnh khổ, nên Phật tổ ngài vì chủ nghĩa cứu thế, thương kiếp nhân sinh bị khốn khổ, sinh lão bệnh tử, bà đốc bà tham sân si, hiến thân ra thuyết pháp, cứu độ chúng sinh cho muôn cảnh, đều bởi tâm mình tự tạo ra cả. Chỉ tỉnh lấy tâm ma trướng sẽ diệt, như cô trước đã rước lấy dây oan nghiệt, nó theo đuổi cho đến già, muốn gỡ ra cũng còn khó. Thị Phượng nghe sư già điềm ngộ, biết thân tránh chẳng khỏi trời, thôi cũng liều mặt phấn cho rồi ngày sanh. Một bữa kia có ông Tham Bách làm ở tòa sứ Hưng Yên vào chơi chùa, thấy Thị Phượng người mặt hoa da phấn, răng đen tóc dài, hỏi dò la mới biết là người vì trái duyên phận, bực mình đem thân nương cảnh bồ đề. Bèn hỏi dò la vải hộ ở chùa ấy, rồi nhờ đánh tiếng với nàng. Một hôm Thị Phượng xuống dưới chú phòng bài vải già, trước còn nói xa xôi rằng: ở chùa khổ hạnh lắm, như tôi 2 năm 10 gần kề miệng lỗ, không còn không cai. Ở đây sư bà bố thí, hộ rơi hột vải, sống ăn gửi chết nằm nhờ, cho qua ngày thì thôi. Chứ cô tội gì, người còn trẻ măng, có tài có sắc, nở hoài thân thế, đem gấm vóc đổi lấy nâu sòng, thành Phật chữa thấy đâu, cái thân hãy khổ đã. Có ông Tham hôm nọ người phong lưu quẩn lạ, và lại làm việc đầu phòng tòa xứ, danh giá nhất tỉnh Hưng Yên, có nhờ tôi bắn tin muốn cưới cô làm tiểu thiếp. Dạ, cô làm bạn được với ông ấy, cái tiếng bà Tham chẳng hơn cái tiếng bà vải ư? Thị Phượng trả lời rằng: cái cảnh chồng con tôi chán như cơm nếp nát, chỉ muốn tu hành để dành kiếp sau, họa có duyên gì, chứ kiếp này hẳn thôi già à. Bà vải hộ nói: sự đời như bàn cờ, hỏng cuộc này ta xóa bày cuộc khác, trăm ván thua cũng có một ván được, không lẽ vận xui lại chẳng gặp hồi may, thất bại là mẹ thành công. Cô hãy còn trẻ trung, đừng nên chán đời vội. Thị Phượng thở dài một tiếng rồi nói: đời người không biết sống là vui, già bảo nên chán hay không nên chán.
Tôi trong 7-8 năm nay thân phận lạc loài, cánh bèo mặt nước, lên đên đâu cũng là nhà. Ngoài 30 mà vẫn chưa thành gia thất, nên bất đắc dĩ đem thân nương chốt cửa không, còn chi thế sự mà mong nhân tình. Thôi chẳng thà ấy gió mát chăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc ngọc làm duyên. Đã tu, tu trót qua đời thì thôi. Già ơi, việc gì chứ việc ấy, ai có bảo già thì nên mũ ni che ta đi nhé, kẻo sư già người biết thì khổ cả đôi. Ông Tham ấy là người hách dịch nhất ở đây, và là đàn việc chùa này. Sư cụ ta có việc gì phải lên tòa xứ, thường nhờ một tay ông ấy giúp cả. Và tôi thấy cô người yểu điệu, bực phong lưu, chắc không thể nào chịu khổ hạnh lâu được, nên dám ngỏ lời. Nếu không dẫu thuê tiền cũng chẳng buồn tên. Mặt ả mặt anh, lão cũng mũ ni che tai, sự ai không biết. Và lại ở đây cửa Phật nào phải lầu hồng, mà sứ điệp tìm ông, chẳng sợ đức ông ngài phạt xuống 18 tầng địa ngục, đầy vào kiếp luân hồi cho khổ thân. Song nghĩ kinh Phật ngài có dạy rằng, muốn cho những kẻ hữu tình đều thành quyến thuộc, nên tôi nghĩ việc cũng là việc phúc, cứu một người phúc đặng hà sa. Nếu cô biết liệu sớm lo xa, tưởng nên nghe vải già này là phải. Thì Phương thở dài rồi đứng dậy miệng niệm: Nam vô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông Tham Bách từ hôm đi chơi chùa thấy thị Phượng, người sắc nước hương trời, không biết vì sao mà bỗng lạc loài đến đây. Có nhờ bà vải hộ hỏi ướm, muốn đem xích thằng đổi lấy kim thằng, rồi trở về nhà, thành như người tương tư. Mặt ngơ ngẩn mặt, lòng ngao ngán lòng. Thường ngày quên ăn đêm quên ngủ, thoạt nằm thì thoạt chim bao. Một đêm kia Tham Bách đương ngủ mơ màng, nói to tiếng rằng: Thế nào? Dạ, cũng hộ tôi cho thành quả phúc nha. Công đức ấy dẫu đúc chuông tô tượng nào bằng. Bà vợ nghe rõ đầu đuôi, biết chồng mình có ngoại tình, thảo nào trong ít lâu này ra ngẩn vào ngơ, xem ý đối với mình có điều lãnh đạm, không đầm thắm như xưa. Tức thời máu ghen nổi lên đến cổ, muốn gọi ngay đức ông chồng dậy tế cho một hồi. Xong nghĩ lại, môi hở thì răng lạnh, xấu chàng chả ai khen gì mình. Và ghen như thế là ghen tầm thường. Mụ hoàng là ai? Ta là ai? Ta há chịu thua mụ hoàng một mình, nổi tiếng ghen mấy trăm năm về trước hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, bụng bảo dạ rằng: Bất độc anh hùng, phải làm cho biết tay ta, cho nhìn chẳng được nhau. Dầu có kết oan cừu hiện hình lên mà đòi mạng là cùng chứ gì nữa. Thôi ta hãy dẹp cái tính hổ lửa, hãy lừa người mắc cho vào khuôn đã. Cách mấy hôm sau, vợ chồng ngồi ung dung trò chuyện. Mợ Tham bảo cậu Tham rằng: Này cậu à, cậu ngày hai buổi quen làm việc quan, tôi một chốn đôi quê thường phải đi về công việc trong nhà phó thác cả cho đầy tớ, đâm toàn bỏ vải như thế cũng không được. Hay là xem con nhà nào tử tế, chăm chỉ làm ăn, cậu cưới lấy một người về để giúp đỡ việc trong nhà, trông nom đoàn trẻ cho vui cửa vui nhà, có chị có em chẳng tiện hơn ư? Cậu Tham thực bụng bèn đem chuyện thị Phượng kể với mợ Tham rằng: Có một cô ả ở trên Hà Nội, không biết vì trái duyên kiếp làm sao trốn xuống Hưng Yên, nương thân trong một cảnh chùa, chỉ định muốn đi tu, nhưng sư chưa chịu cho thụ giới. Người ấy xem ra con nhà nền nếp, khác kẻ trăng hoa, và lại cũng có tư sắc. Gia lấy thì lấy người ấy, còn ngoài ra những đồ ăn hại đái nát ấy về cho ôm cửa ôm nhà, chẳng ít gì mợ à. Thế sao cậu không lấy ngay? Để lâu ngày lỡ người ta thế phát rồi thì còn nói gì nữa. Chẳng giấu gì mợ, tôi đã nhờ bà vải hộ hỏi ươm xem ý cô ta thế nào. Nhưng nghe còn ước ao những chuyện thành tiên thành Phật, không muốn lấy chồng lấy con. Tôi vì còn sợ mợ ghen nên cũng chưa dám cả quyết. Vậy đám ấy chẳng lấy thì lấy đám nào? Cậu nghĩ giờ biết làm sao? Chứ nhờ bà vải hộ thì họ chỉ quen mô Phật, biết đâu chân tích. Thôi, hôm nào cậu tôi đến xem người ấy ra sao,
lại muốn làm sư cô múi dưa khổ hạnh. Ừ, được, chủ nhật này tôi đưa mợ đi, nhưng mợ đừng có nổi máu ghen thì hỏng cả việc. Cậu xưa nay đi chơi bời hát hỏng có thấy tôi ghen tuông bao giờ chưa? Tôi muốn đi với cậu trước là lễ Phật, sau thăm bà vải trẻ, chứ việc gì phải vặt với nhà sư. Một hôm vào ngày nghỉ lễ, hai vợ chồng ông Thăm Bách đưa nhau đi chùa. Sư cụ thấy có quý khách đến, rất lấy làm hoan nghênh. Mợ Tham liếc mắt thấy thị Phượng, người tuy nét mặt có vẻ buồn mà anh hoa phát tiết ra ngoài rõ ràng trong ngọc trắng ngà. Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây? Không trách sao cậu Tham nhà mình lại chẳng chết mê chết mệt. Lễ xong, mợ Tham một mình lân la hỏi thăm thị Phượng. Thưa bà, ở tỉnh nào mới tới đây? Thưa, chúng tôi ở Hà Nội ạ. Bà cũng là bà con với sư cụ ở đây ư? Chúng tôi cũng là khách thập phương qua đây, thấy đất lành chim đậu chứ không phải là máu mủ ruột già gì. Buổi mới lạ lùng nên mợ Tham cũng không muốn hỏi cùng cành ngọn, bèn từ biệt rã sư cảnh ra về. Người ấy cũng có vẻ con người, nghi tài nên trọng mà tình nên thương. Cậu cứ lấy cô ta về, nâng khăn sửa túi, trước hầu hạ cậu, sau đỡ đần cho tôi, cho trong nhà có chị có em, vườn thêm hoa cũng là một việc vui thú trong gia đình. Vậy cậu nó đừng ngại rằng thêm người càng thêm ẩm tỏi. Gái này dẫu vụng chẳng hay suy, cũng chẳng phải đến nỗi như ai vì ghen tuông mà làm gia đình tan nát, để bia miệng thế cười. Người ta có dòng kẻ dưới mới là lượng trên. Cậu Tham nghe mợ Tham nói mừng nở buồn gan, như tên tù phạm tha cho trắng án. Chẳng ngày nghỉ nào không đến chùa, như người ăn phải bùa mê. Nếu không thấy mặt thị Phượng thì ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Thị Phượng vì tục căn chưa tỉnh, không chịu được khổ hạnh, thấy quan Tham bóng dáng cũng có tình đeo đai, bụng nghĩ: sư cụ ngài xem nhân quả có dạy rằng kiếp con nặng nợ má đào, nên không chịu cho thù giới. Hay Phật trời dung rủi cho gặp cậu Tham này, hoặc giả hết vận kiện đến hồi may cũng chưa biết chừng. Một hôm ông Tham tình cờ bắt gặp thị Phượng tưới rau ở đằng sau vườn, bèn lẳng lơ đến gần hỏi rằng: tiểu đâu mà sư phải tưới rau? Thị Phượng cúi đầu đáp rằng: thưa ngài, hữu thân hữu khổ là lẽ thường. Tôi vì yêu hoa nên phải tìm hoa, cô như khóm lan mọc ở hang sâu, chẳng uổng cái mùi hương vương giả. Tôi gì mà khổ hạnh tương dưa, làm sải vải chùa cho gầy vóc ngọc, cho hư má hồng. Đời người sống được mấy gan sung sướng, tức là Phật tiên. Cô chẳng thấy người ăn ngay ở hiền, cứ liền bất toại chán vàng ra đấy. Tôi vì nhân quả dở dang, chưa nửa đời người đã nếm trải biết bao nhiêu mùi cay đắng. Hay kiếp xưa có tội gì xuống trần mà giả nợ đi cho rồi, nên bực mình đem thân nương cửa bồ đề, kiếp sau may có được thoát ly những sự éo le phiền não chăng? Đạo Phật cốt tu tâm dưỡng tính, há phải cứ khổ hạnh mà thành đạo được ư? Cho nên tục ngữ ta đã có câu: thứ nhất thì tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Vậy cách tu há phải một đường, gõ mõ khua chuông, sớm kinh tối kệ mới là tu đâu. Chẳng thà cô muốn đi tu, về tu tại gia với tôi, còn được mau thành quả phúc. Tội gì khổ nhục ở chốn thiền già, rồi chết cũng ra ma, vậy chẳng thiệt cái đời xuân sanh kia lắm ư? Thị Phượng ứa hai hàng lệ bà rằng: cái kiếp lấy chồng chung bất hạnh, làm thân lẻ mọn, có khác chi con ở chủ nhà, chẳng qua chỉ có cái danh xưng là gì thứ mà thôi. Không, nhà tôi hiền lành như bụt, không phải sư tử như ai. Và đến thằng nhỏ con nhài cũng không hề nói to tiếng. Nếu cô không tin, mai tôi sẽ cho mợ nó nhà tôi đến, có nghe câu chuyện xem có phải thực thà như đếm không. Thị Phượng cúi đầu nghĩ ngợi một hồi lâu rồi đáp: vâng, ngài có sở cầu xin mời cả bà Tham đến. Nếu ngoài êm trong ấm, trên thuận dưới hòa, cho dây sắn được nhờ cốc mai, chỉ cái lễ cúng chùa tôi sẽ rã sư rã cảnh theo về, sửa túi nâng khăn, lớn ra phận lớn, tôi đành phận tôi. Vì tôi đã lỡ một lầm hai, như chim sợ ná, thấy cây công mà kê,
nay còn vướng lại tơ kia mấy lần. Tôi đây há phải bốc giờ như ai, nói rồi lại ăn lời như không. Đâu có yêu nhau trăm điều, xin cứ trông vào một tôi là đủ, đừng ngại gì cả. Nói rồi Tham Bách từ biệt, lui về và dặn lại rằng: mai tôi sẽ bảo cả mở Tham nhà tôi đến, để hai bên nói chuyện với nhau, rồi cô xem có phải là sư tử đất đấy không. Tham Bách về rồi thì Phượng một mình ngẫm nghĩ: để mai nghe xem giọng lưỡi mở Tham này ra sao. Nếu ưng làm chị làm em, lớn ra vận lớn. Năm 12 tháng còn có đại tiểu nữa không? Nhưng chỉ sợ bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không trao. Cái lòng sâu độc như thế cũng không mò kim ở đáy bể được. Buổi chiều hôm sau, hai vợ chồng cậu Tham cùng dắt nhau đến trước, vào bạch với sư cụ. Sau mời thị Phượng ra phòng khách. Mợ Tham nói: hôm rằm mới rồi tôi nhân lên lễ Phật, tình cờ được tiếp cô trong chốc nhát, lòng riêng những kính yêu. Không ngờ đâu trời Phật xui nên trong hội ngộ như có chuyển vần, mà quan Tham nhà tôi lại được cùng cô nói nghĩa phan trần, hữu duyên thiên lý ngộ. Tôi vì việc nhà cũng đơn chiếc, nếu được cô giúp đỡ một tay càng như gấm thêu hoa. Chứ tôi không phải như thói người ta, ghen tuông làm cho cửa nhà mất sự vui vẻ vậy. Cô đừng ngại, Nga hoàng nữ anh xưa, hai gái cũng lấy một chồng. Thị Phượng mặt đỏ bừng bừng ngập ngừng đáp rằng: tôi lìa cửa lìa nhà xuống đây, lạ nước lạ cái, vào nhờ sư cụ muối dưa chai lòng, chỉ muốn nương thân trong chốn cửa không, còn tưởng chen chân vào chỗ bụi hồng mà chi. Tu cũng 37 đường tu, Phật tại tâm ta tu tâm kiên tính cũng có thể thành Phật được, vậy cứ gì ở chùa mới là tu. Và tôi nghe sư cụ đây, ngài nói số cô còn phải qua một lần đò, dầu muốn trốn tránh trời Phật chắc cũng chẳng cho nào. Chi bằng về làm bạn với quan Tham nhà tôi, hai gái ta thờ chung một quân tử, lỡ khi chị ngã đã có em nưng. Thị Phượng nể lòng không lẽ cầm lòng, bèn trả lời rằng: nếu bà có lòng thương đến cỏ nội hoa hàng, chút thân bèo bọt dám phiền mai sau. Vậy xin nói với cụ đây một tiếng, rồi sửa cái lễ tạ Phật. Thời bấy giờ tôi sẽ xin rã sư rã cảnh, về hầu hạ lầu trang cũng không muộn. Việc ấy xin thế nào cũng phải có. Ta xin mời sư cụ bạch trước, để ngày hay mai được ngày hoàng đạo xin dương hương hoa ngũ cúng để đón cô về. Một chốc sư cụ xuống, mọi người đều đứng dậy chào: mô Phật, lạy Phật lạy tổ, bạch lạy sư cụ. Chả dám, mời quan lớn bà lớn ngồi. Mợ Tham nói: bạch sư cụ, cô Phượng nhà tôi đây nhờ được sư cụ bao dung ở ăn mày lọc Phật, thật phúc đức quá. Nay tôi muốn rước cô ấy về làm chị làm em, xin cụ từ bi hỷ xá, thật phúc đẳng hà sa. Sư cụ nói: mô Phật, thiện tai, bà lớn cứ hỏi cô ấy có bằng lòng. Lão tăng là kẻ xuất gia, việc ấy dám đâu can thiệp. Bạch sư cụ, thưa chúng tôi đã nói với cô cháu rồi, nên mới dám bạch sư cụ đấy ạ. Một lời đã đính tâm giao, hai vợ chồng quan Tham bèn từ biệt sư cụ và thị Phượng, rồi cùng nhau lên xe về nhà. Sư cụ trở vào phòng nghỉ, nằm ngẫm nghĩ: số kiếp chỉ chàng này, chỉ vì một chữ tình mà mình buộc lấy mình. Con tầm đến chết vẫn còn vương tơ. Gớm sao mà người ăn nói ngọt ngào thế, mà trong lòng toàn những dao găm. Thế mới biết tôi độc phụ nhân tâm. Mô Phật, cầu xin trời Phật phù hộ độ trì cho thị Phượng. Cách mấy hôm sau, Mợ Tham lên chùa đưa cúng 20 đồng để mua dầu hương lễ Phật. Thị Phượng ra sụp lạy sư cụ hai lạy rồi từ giả, cùng Mợ Tham ra khỏi sơn môn, một xe trong cõi hồng trần như bay. Dưới nhà mở tiệc đoàn viên, mời đủ mặt anh em thân bên tòa xứ. Đường lúc ngà ngà chén cúc, Mợ Tham đưa thị Phượng ra chào. Nhát trong ai cũng tưởng tiên nữ hạ phàm hằng Nga tái thế, đều tấm tắc khen thầm quan Tham có hồng loan chiếu mệnh, lương cao hầu đẹp. Cái diễm phúc đời người như thế, bạn mày râu hồ dễ mấy ai hơn.
tiệc rồi ai nấy ra về. Quan Tham bị say lướt cô bợ. Hai bà vợ ngồi ngất ngưỡng, đánh chén với nhau, gì gì tôi, trong cảnh gia đình rất có một thú vui nồng nàn vô hạn. Hôm sau mợ Tham về thăm nhà. Cậu Tham, cô Phượng bấy lâu mới được một ngày. Chiều đi về cơm nước đoạn, cậu lân la hỏi thăm đến gia thế thị Phượng. Thị Phượng lấy vạt áo lau mắt mà trả lời rằng: việc trăm năm cũ kể chi bây giờ. Tôi nửa đời cơ khổ, chỉ được một hồi lúc bé, lấy chồng hàng ngang là sung sướng ít lâu. Còn ra nay hải cảng, mai Sài Gòn, thân thế tựa hồ cánh bèo trên mặt nước. Lên đên đâu cũng là nhà, nói ra càng thêm đau đớn. Sau về kết duyên với Lưu Quý Thích, cũng tưởng là rồng gặp hội, chẳng ngờ gặp tay vợ cả phủ phàng, làm cho chia uyên rẽ thúy. Nên bất đắc dĩ phải đem thân đi ở chùa, thì cũng toan nương cửa Bồ Đề, mượn thuyền Bát Nhã vượt qua sông mê bể khổ. Hay đâu số còn nặng nợ, chẳng trọn đường tu, nửa chừng lại phải hạ sơn. Chẳng hay sau này hết tuần bãi cực, đến ngày Thái Lai chưa, hay cũng không dám chắc. Cậu Tham nói: xưa nay nhân định thắng thiên, có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì. Nay đã vui chữ Vu Quy, vui này còn tưởng sầu kia làm gì cho thêm bận. Nói rồi bèn nhìn mặt thị Phượng mà hỏi đùa rằng: người thế kia mà đi tu chẳng hoài lắm, sao trời Phật không rung rủi mở ở chùa Hòa Giai hay chùa Liên, có lẽ mau đắc đạo lắm. Tại làm sao thế cậu? Nghe mấy chùa ấy có nhiều vị sư tu hành đắc đạo lắm chứ sao. Thị Phượng nghĩ ra mới biết là nói giễu mình, bèn đập vào cậu Tham, vừa cười vừa nói rằng: cậu phải gió này, không sợ sao chết xa địa ngục, quỷ đứng vả miệng, quỷ ngồi bẻ răng hay sao, mà bán bổ chẳng từ ai cả. Ba ngọ đứa nào nói bán bổ mợ. Tôi khi đương tổng sự trên phủ thống sứ, nghe mấy cảnh chùa ấy đã nổi danh ở Hà Thành, nên mới hỏi đấy thôi, chứ đã lọt vào đấy làm sao còn đến lượt tay tôi. Thế mới biết trời Phật để dành riêng cho kẻ có tình đấy mợ ạ. Một bên trai tài, một bên gái sắc, nỗi mừng còn biết lấy gì cho cân. Thấm thoát tháng lại ngày qua, vừa được hơn một tháng thì cậu Tham có giấy đổi lên Thượng Du, Lai Châu là xứ rừng thiên nước độc. Cậu Tham bàn với mợ Tham cả rằng: đường đi những thác cùng nguồn, những thổ cùng máng, không thuận tiến được như dưới Trung Châu. Hay mợ hãy về tạm trú quê nhà độ vài tháng, tôi lên xem phong vi ra sao, có thơ về, bây giờ sẽ đề huệ một đoàn thê nhi cùng bốc cả đại đón lên. Vậy mợ nghĩ thế nào? Mợ Tham cả nói: cậu một mình lên chỗ rừng xanh núi đỏ, khí lành mạnh đã vậy, lúc chở nắng trái gió lấy ai hầu hạ cơm nước thuốc thang, chẳng thà để cho dì Tham hai nó theo lên, có người sớm khuya nói chuyện cho đỡ cơn buồn. Ở chỗ quê người đất khách, lạ nước lạ non chẳng hơn ư? Vậy nên để cho dì Tham nó đi theo với cậu, tôi chờ có thơ về sẽ ngược lên sau, thế là nhất cử lưỡng tiện cả. Mợ Tham nói rồi ngoảnh mặt lại hỏi thị Phượng: tôi thì tính thế, dì nghĩ thế nào? Thị Phượng trả lời rằng: thưa tôi phận gái chữ Tòng, chị dạy sao xin vâng thế. Vậy ta nên dự bị sẵn đồ hành lý, chờ giấy trên phủ thống sứ gửi xuống là phải đi ngay. Còn đồ đạc cứ mặc tôi, ở đây rồi sẽ dọn về quê nhà không muộn. Mấy hôm sau cậu Tham tiếp được giấy đổi, bèn xe hòm xiển ra bến đò Tân Đệ. Mợ Tham cả và anh em trong sở tiễn chân ra tận bến đò, chờ tàu năm tới thẳng về Hà Nội. Bữa sau đáp tàu khác lên Chợ Bờ, rồi sang thuyền Độc Mộc lên Lai Châu. Đường đi hai bên thì núi, ở giữa thì sông, chim kêu vượn hót, nước suối kêu quanh, kẻ ngồi líu lo, mấy anh thổ đẩy xào, tưởng mình như ông Phạm Lãi chở nàng Tây Thi đi ngao du cái cảnh Ngũ Hồ. Thị Phượng nhìn xem phong cảnh rất lấy làm vui mắt, cười nói với cậu Tham rằng: tôi đã từng ra bể, nay lại lên rừng, một dải Đông Dương, thế là đã cùng Nam Cực Bắc. Cổ nhân có nói, đi một ngày đàn học được sàng khôn, nếu cứ ru rú ở xó bếp như con gái cấm cung, còn biết đâu tình trạng trong xã hội, cảnh trí của giang sơn. Không phải cứ đi là bỏ cửa nhà, làng nước, xa thân thích anh em, mà cho là hư hoang đảng tử đâu. Không, nghĩa là tôi nói cái thân thế tôi, từ khi gốc bể bên trời, khi rừng xanh núi đỏ, ông tạo vật trêu ngươi, nghĩ thực lắm cái éo le vô hạn.
Đường đi khuất khúc ruột dê, đá mọc lô xô tai mèo, hết thác này qua thác khác, đứng ghềnh nọ trong ghềnh kia. Nước xuôi thuyền ngược ròng rã ngót một tháng trời mới đến Lai Châu. Tỉnh ấy tuy sơn lâm mà như thành thị, nào người Kinh, người Mèo, nào người Mường, người Khách. Kẻ buôn người bán cũng là một thương trường lớn ở mạng thượng du. Quan cai trị thì quan binh coi cả việc chính và việc hình. Thổ sản nào chè mạng, nào cánh kiến, sa nhân, củ nâu, mộc nhĩ. Các lái thường buôn về bán dưới Trung Châu, mà phần nhiều cũng tay khách trú, lũng đoạn 10 phần đến 8-9. Tới nơi lên ở nhà công của nhà nước, rượu men lá thịt nai rừng, phong vị sơn lâm lạ miệng cũng lắm miếng ngon, mà cũng nhiều cảnh thú. Cậu Tham lên đến nơi, nơi ăn sở làm đã yên định đâu đấy, bèn viết thơ về nhà cho mợ Tham cả, kể những nỗi đi đường, tả cái thú sơn lâm rất là lâm ly, lời lời gấm thêu, hàng hàng châu ngọc. Trong ít lâu thì mờ Tham cả ngược lên thăm chồng, nghĩa cũ tình xưa, đường xa dặm thẳng, kể làm sao cho xiết muôn vàng ái ân. Một hôm thị phượng đương tự dưng bỗng nghe trong mình ruột nóng như lửa, không hiểu vì duyên cớ làm sao, trước còn ngồi yên trong nhà, sau ra la bà ngoài phố. Người thì cho là lam trướng, kẻ thì cho là ma mường, mà chẳng bùa thuốc nào nghiệm, chẳng thuốc nào ưa. Dược sư ngán nổi, lão quân khôn chịu. Lúc cười cười nói, lúc khóc khóc than than, có lúc trần truồng, xé toan cả quần áo, có lúc như rí ám, nói giảm chuyện âm ti. Hết ông Lan khách đến ông Lan Tây, thôi bà nàng này, lại thầy mo khác, cũng đều thúc thủ vô cách, không biết xoay cách nào. Sau gần miền có một thầy Mường tính bói toán biết thuốc men, Tham bách cho người mời đến. Người Mường xem rồi nói rằng, bữa nay bị dài à, muốn giải phải tìm người buộc, nếu quá bách nhật thì thầy trời cũng chịu bó tay. Cậu Tham cũng không biết nghi cho ai là thủ phạm đầu độc, mà mợ Tham thì cho là đồng cốt Hoàng Xiên, thầy bói nói mò, thành ra một cái nghi án. Mợ Tham cả vào bảo với cậu Tham rằng, xem bệnh tình gì nó ngày một nặng lên, ở đây đã kho thuốc men, lại thêm mất thể diện, âu là cho người đưa về Trung Châu, họa may có gặp thầy gặp thuốc gì chăng. Cậu Tham nghe lời, nhưng có thuyền tải xuôi, bèn gửi thị phượng đi đáp về chợ bờ, vừa đưa cho 15 đồng bạc, dặn vào nằm tĩnh dưỡng ở nhà thương Hà Nội. Thị phượng tuy mê cũng có khi hồi tỉnh, nghĩ cực trăm nghìn nỗi nên lại ngất đi, hồi lâu mới tỉnh lại. Nghĩ vợ nào chẳng là vợ, mà bạc tình như ăn sỏi ở thì. Ôi cánh hoa kia còn sắc còn hương, nương niu chẳng quản, ấp hôn chẳng rời. Nay hoa rụng ai nhìn, hoa tàn ai chuộng, hoa sao hoa khéo đọa đầy mấy hoa. Thôi biết thân này ra nông nổi thế, trước chẳng thà cứ nương cửa bồ đề, mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon, không phiền não tự do tự tại. Đường đời là cạm bẫy, người đời rất đảo điên, ta từ lạc bước bước ra, bước tiền đầu đã bất lợi, chuyên chuyên mãi với tình mà chẳng cái giải nào giống cái giải nào. Thị phượng lúc tỉnh lúc mê, khi cười khi khóc, mấy người chân xào muốn đưa lên bỏ trong hang đá cho khỏi in tai. May có người lái thuyền có dạ từ tâm, không nghe mắng rằng, nhà chúng bay được mấy hộp phúc đức, ở đây đường xa dặm thẳng rừng rậm non cao, nỡ đem mạng người đưa dưng cho cọp, không sợ trời chu đất diệt chúng bay chết à? Chúng nghe bác lái nói, ai nấy đều dạ dạ nghe lời. Vì thế thị phượng được ung dung về đến chợ bờ, sang tàu thủy xuôi Việt Trì. Đi đường thị phượng bụng nghĩ, giang sơn có 15 đồng, nếu vào nằm nhà thương ở hạng 12 đồng thì chỉ một tháng là nhẵn. Chẳng thà về Gia Lâm có bà Lan ở cùng sớm với ta xưa, chồng con mất sớm, bà chỉ nhờ về Cao Đan hoàn tán mà phong lưu trong lúc cảnh già. Nghĩ rồi bèn lên xe lửa về Gia Lâm. Tới nơi bà Lan mừng rỡ đón vào trong, vồn vã hỏi rằng, đã gần một năm nay không được gặp cô, tưởng cô sang Hà Nội cửa cao nhà rộng, chẳng còn nhớ đến lão nữa. Ai ngờ hôm nay rồng lại đến tôm, mà sao người lại xanh như rau thế? Thị phượng trả lời rằng, trong bấy lâu nay tôi những bôn nam tẩu bắc, mặt phong trần nắng xạ màu nâu, như cụ kiếp trước không biết tu làm sao, trở về già lại được tiêu dao khoái lạc, làm nghề bán thuốc độ thế cứu nhân. Tôi cái kiếp hồng nhan thật đa truân lắm cụ ạ. Từ khi cậu Lưu Quý Thích đem về ở Kim Liên, vì bà cả quá ghen nên cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, phải bỏ xuống Hưng Yên để đem thân nương nấu cửa thuyền,
cũng còn tưởng duyên đâu nữa mà mong, ai ngờ lại chen chân vào đám bụi hồng lần nữa. Người làm bạn với tôi bây giờ đây, hiện làm tham biện tại tòa sứ Hưng Yên, mới rồi bổ lên Sơn La, bà vợ cả ở nhà cho tôi theo đi làm bạn. Mới chưa đầy một tháng thì bà vợ cả lên, cách độ hơn tuần lễ không biết vì sao, chết lệch tại đâu tôi tự nhiên phát ra chứng điên, chẳng thuốc nào giảm, chẳng bùa nào khỏi. Đương lúc bệnh chung đem tôi xuống thuyền tải cho về chợ bờ, đưa hơn chục bạc, dặn về nằm điều trị ở nhà thương. Một mình tôi thân gái dậm trường, cụ tính, người thế mà ăn ở bạc tình thế đấy. Nên tôi vào đây nhờ cụ thuốc thang chữa chạy hộ cho, còn thân xin sẽ đền bù về sau. Cậu Tham từ ngày thị phượng xuôi về, tiêu miểu như mèo mất tai, nằm đêm thường vắt tay lên trán thở dài mà nghĩ. Lạ, con người thế ấy mà bệnh lạ thế kia, tiếc mình không có tài nhà trinh thám mà khám phá được ra, hay có hiềm thù gì với ai mà người ta nhờ chài, hay đi chạm bóng chạm vía các bà các cô. Khôn nhưng y không ở mất lòng ai, mà cũng không đi ra đến ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại có ý hồ nghi cho vợ cả, hoặc vì cái ghen nham hiểm mà bỏ bùa mê bả dột gì chăng. Nếu không thế sao mấy hôm y lên, cách ít lâu thì phượng không ốm không đau, tự nhiên sinh ra rồ dại, mà chị ả cứ mặc mình chữa chạy, cứ hờ hững như không. Ừ, mà may có lẽ thật. Kìa thiên hạ những đứa đi rong dài hát nghêu ngao, hỏi ra đều là cái ghen tuông vô ý thức, mà bỏ bùa bỏ thuốc cho người mất cả tri giác, đâm ra điên rồ. Ôi dã man thật, nhẫn tâm thật. Cái tướng bà vợ mình mặc thịt mọc ngang da tước bì, ngoài tuy thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Vậy việc này vị tất đã không phải do y tự tác nghiệp ra. Âu là ta giả cách ngủ mê, làm nhảm nói như giấc mộng, để dò la ý tứ ra sao. Đàn bà tuy thế mà phề phào, đem chuyện ma quỷ mượn tay thần quyền, chẳng cần khảo đã tự nhiên cũng phải thú sưng. Vậy ta phải bắt chước ông Bao Công tra cái án này mới ra được. Hôm sau cậu Tham giả làm cáo ốm, xin phép nghỉ mấy hôm, bỏ cơm không ăn, xoa gừng vào mắt cho đỏ hoe lên, nói quàng nói xiên như người ma ám. Đêm nằm miệng nói lảm nhảm như hồn thị phượng về bắt đền mạng, nói rằng: thằng Long Lan giả thú kia, ta vớ mi kiếp trước không oán, kiếp này không thù, bó tay nở để cho vợ hoảng thư nhà mi nó giết ta. Nay ta đã xin với Đức Diêm Vương về bắt sống mi trước, rồi đến vợ mi sau cùng, để xuống dưới âm cung đối kiện. Cậu Tham nói rú lên một tiếng rồi nín hơi không thở. Bà vợ hoảng hốt lại lấy lại để bà rằng: thôi lại vong hồn gì, sống khôn thát thiên, tôi vì quá ghen chót dại, nay mai sẽ xin lập đàn quyết hồ giải oan, cắt đoạn cho gì được siêu thoát. Cậu Tham vùng dậy làm như bổ lên đồng mà rằng: sát nhân giả tử, mi muốn đem cái hình nhân đang lòng phất giấy mà thục mệnh được à? Đầu đuôi sau mi phải kể thực ra, mai ta có thể dung thứ cho nhà mi được, chứ lập đàn tràng tế độ những đứa ác cúng mà khỏi chết được sao? Mợ Tham miệng khấn tay vái mà rằng: tôi vì hay xem truyện Kiều, rất yêu nàng hoàng thư, tâm cơ không kém Khổng Minh Gia Cát. Một hôm cậu Tham nhà tôi nằm đêm ngủ mê nói lảm nhảm, nhờ ba vải hộ làm mối gì cho cậu Tham tôi. Vì thế tôi nổi máu ghen muốn bắt chước những mưu gian độc trong các chuyện trinh thám tiểu thuyết, làm cái kế nhân bất tri quỷ bất giác, chỉ một mình biết mà thôi. Lại vừa gặp dịp cậu Tham bổ lên Lai Châu ở về mạng thượng du, người mường máng hay có phép nhờ chài giết người không hay biết, nên nhường gì đi trước rồi tôi lên sau. Trong khi đi đường có rẽ vào lấy ngải của một ông thầy mo, cũng tưởng làm giờ hóa rồ hóa dại cho hạ cái ghen, không ngờ quá mà đến chết người. Này sự đã rồi, thôi tôi cắn rơm cắn rác châm lại nhìn lại vong hồn gì, đánh chữ đại xá cho tôi, người trần mắt thịt lầm có lỗi có. Cậu Tham nghe đoạn máu quất nổi lên, đương ngồi ngã gục ngay xuống, hú hồn hú vía mãi mới tỉnh. Thị phượng từ khi về ở Gia Lâm, bà Lan già tưởng bệnh ngã nước, cho uống hết thuốc tán, thuốc viên đến thuốc lá, thuốc lẩu, mà bệnh vẫn mỗi ngày một tăng. Bèn đưa vào nhà thương bảo hộ, khai là ở Lai Châu về. Bà vốn là người từ thiện, đưa cả cái số tiền thị phượng gửi 12 đồng, đóng cho nhà thương. Bệnh có lúc giảm có lúc tăng, sau bà phải bỏ tiền lương, xin cho xuống nằm hàng 6 đồng. Rồi từ đấy bà mắc hái thuốc phương xa, không đi lại thăm nom luôn được. Quá một tháng, không ai đóng tiền nữa, nhà thương bèn chuyển giao sang phòng làm phúc. Thị phượng vì uất ức nên bệnh lại càng nặng lên.
nghĩ cái thân mình không khác gì một con nhà thổ, sống làm vợ khắp người ta, hại thay chết xuống làm ma không chồng. Nào người phượng trả loan chung, nào người tích lục tham hồng là ai. Một hôm tự nhiên rú lên một tiếng kêu, mấy người kháng hộ nghe tiếng chạy vào, thấy máu miệng trào ra, hai môi còn mấp máy, nghe hình như oán hận bọn thiếu niên. Được một lúc thì tắc nghỉ, bèn đưa xuống nhà xác. Lệ nhà thương thường để 24 giờ. Qua sáng hôm sau có Lưu Quý Thích bỗng ở đâu đến vào nhận diện, rồi xin phép ra chôn cất ở mé ngoài. Một cỗ xe kéo, một cái quan tài, không có ai đưa mà cũng không có ai khóc. Đi im lặng như ngậm tâm, từ trong nhà thương xuống đến Bạch Mai, ai thấy cũng ngậm ngùi, thương thay cho cái thân vô chủ. Ôi, đời người thôi thế là xong một đời. Hết chuyện.